Và rồi mọi người đã vừa thấy hình ảnh của Lộc lúc dậy thì và sau khi quá trình dậy thì. Phải nói là trưởng thành là một điều rất là thú vị. Và sau đây Lộc sẽ chia sẻ tất cả những bí quyết để có thể dậy thì thành công mà không cần phẫu thuật. Tip number 1: ngưng khẩu nghiệp. Cái gì vậy? Nhìn khó ưa. Ta chưa gặp nó bao giờ mà nhìn cái là ta biết nó là đồ không đàng hoàng. Chúc mừng em đã đạt giải Hoa hậu khẩu nghiệp. Vậy Hoa hậu khẩu nghiệp mà muốn nói gì nó. Và phần thưởng của em là... Ê, tới già xấu đi. Còn trinh mãn kiếp. Ông bà ta có một câu mà Lộc thấy rất là đúng, đó là tướng do tâm sanh. Thật sự tâm địa mình xấu thì không thể nào mà ngoại hình mình có thể đẹp được. Mọi người nhớ nhé, để chúng ta có một ngoại hình ưa nhìn và có một cuộc sống gọi là thoải mái dễ chịu thì nhớ là phải ngưng khẩu nghiệp dưới mọi hình thức. Bởi vì lòng dạ xấu, tâm địa xấu thì không thể nào trông mong những cái điều xinh đẹp sẽ xảy ra được. Hồi xưa chắc là mọi người cũng nghe đúng không? Thường khi mà các mẹ bầu thì thường cố gắng xem hình những cái đứa con nít mà xinh xinh đẹp đẹp để khi mình đẻ con ra thì con mình cũng bụ bẩm giống như thế. Thì thật ra là đây là một cái điều mà nó vừa logic mà nó vừa có hướng tâm linh nữa, nên mọi người nhớ nhé, hãy luôn cố gắng suy nghĩ thật là xinh đẹp để nếu mong muốn mình cũng xinh đẹp luôn. Ngưng khẩu nghiệp. Thật ra thì hình thức cũng là một cái giống như là thể hiện xem cuộc sống của mình và con người đó đang ở tình trạng tốt hay xấu. Nên là ngoại hình cũng giống như tâm hồn vậy đó, cũng cần được bồi dưỡng mới có thể phát triển. Và muốn có thể phát triển một cách rực rỡ nhất thì bản thân chúng ta phải là một hạt giống tốt, một hạt giống khỏe mạnh. Khỏe mạnh về đầu óc và khỏe mạnh về thể chất nữa. Phần đầu óc thì hồi nãy đầu tiên mình đã nói là ngưng khẩu nghiệp. Còn bây giờ là thứ hai, đó là hãy cố gắng sàng lọc thông tin và chỉ cố gắng tiếp thu những cái thông tin tích cực. Hồi xưa thì chúng ta hay nghe nói là nhìn bạn bè của một người thì sẽ biết được tính cách của người đó như thế nào. Nhưng mà dạo gần đây thì Lộc thấy á, mình nhìn cái văn hóa giải trí của một người mình cũng đoán được nhân cách của họ là người như thế nào, đúng không? Mình nhìn vào những cái nó xem, nó nghe, nó lướt Facebook, nó coi cái gì nó giải trí, phần nào mình cũng biết được cái tánh, cái nết, cái suy nghĩ của người đó, đúng không? Cho nên mọi người nhớ nha, những thứ mà chúng ta xem, chúng ta nghe, chúng ta giải trí, tưởng là nó giải trí thôi nhưng mà thật sự trong vô thức thì chúng ta cũng tiếp thu thông tin. Và đó cũng sẽ quyết định là trong cuộc sống chúng ta là người như thế nào, trong công việc sẽ như thế nào. Và quá trình dạy thì nó cũng là hành trang để mình dạy thì luôn. Có người dạy thì xong sẽ giỏi giang hơn, có người dạy thì xong ngu ngục đi. Đó cũng là một phần lý do đó. Nên là đối với Lộc từ 4-5 năm nay thì Facebook, này, Instagram, YouTube thay vì follow những cái mà nó hơi nhảm nhảm một tí, nó hơi tiêu cực một tí thì Lộc follow những người thật là giỏi, những người thật là đẹp, những cái thật là hay, những bộ phim thật là hay. Khi mình xem và mình cảm thấy vui vẻ và mình có cảm hứng để làm một cái điều gì đó, đó là thông tin tốt đó. Còn coi mà sân si, đánh ghen, đánh lộn, đập lộn mà này kia tất cả các thứ, thật ra thì nó cũng sẽ không có hại cho mình liền. Nhưng mà ngày qua ngày mình chỉ được nhìn thấy những điều xấu xí thôi. Cái là trong đầu mình sẽ không có ý tưởng gì hết. Mình sẽ không có niềm vui để làm việc trong cuộc sống gì cả. Và có một điều nữa là mọi người nhớ thật là rõ nhé. Coi cả hai thứ mình đều cảm thấy là vui. Nhưng mà mẹ Lộc có nói là một điều khiến chúng ta có thể phân biệt giữa niềm vui và sự hả hê. Niềm vui đó là cái mà mình tiếp thu vào một thông tin tích cực và mình cảm thấy vui vẻ hơn. Còn sự hả hê đó là mình vui khi thấy người khác phải chịu một cái nỗi đau hoặc cái điều gì đó. Nên mọi người nhớ thật là rõ phân biệt kỹ giữa niềm vui và sự hả hê nhé. Bây giờ ví dụ nha. Phim hay quá à. Đẹp trai đẹp gái quá. Thích ghê á. Cái này là niềm vui. Trời, nhỏ đi bị đánh rồi. Trời ơi, tao không ưa giờ nó bị đánh để xe nha. Trời, nó bị bóc phốt nè. Trời, con này đánh là đáng. Đúng rồi, thiệt sự, tao không ưa nó. Trời, đứa này bị bóc phốt nè. Trời. Cái này là sự hả hê. Và mình cảm thấy thích thôi, nhưng mà dần lâu sẽ đầu độc trái tim của mình, khiến mà mình phải cảm thấy người ta gặp chuyện mình mới cảm thấy vui. Không nên. Mọi người nhớ nhé, chăm sóc một cái cây thì phải chăm sóc từ gốc, từ rễ, chứ không phải cứ tỉa cành, tỉa lá xong gắn thêm bông, gắn thêm nơ lên, thật ra nó sẽ không thay đổi nhiều đâu. Có 3 yếu tố mà khiến cái nhân dạng của con người sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực ngay lập tức. Thứ nhất, đó là thần thái. Thứ hai, đó là nước da. Và cuối cùng, đó là cân nặng. Khi mình tăng hoặc xuống cân là cái khiến cho cái nhận diện của mình nó thay đổi nhanh nhất. Thần thái thì do đầu óc quyết định,
Còn nước da và cân nặng thì phải do chế độ tập luyện và sống lành mạnh của chúng ta quyết định. Nên là mọi người nhớ nha, muốn khỏe đẹp thì hãy tập luyện thể. Mỗi buổi sáng Lộc đều dậy dành 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng ở phòng tập để khởi động bản thân mình trước khi mà bắt đầu làm việc. Thật ra là có nhiều hôm hơi stress thì Lộc sẽ nhảy dây hoặc cái gì đó. Thay vì nếu mà mình ở nhà thì mình sẽ nổi điên lên. Nhưng mà còn khi mà mình tập thể dục có cái một lát mình sẽ quên thì mình tạm thời quên. Và biết đâu trong cái điều đó, quá trình tập luyện hay là bất kỳ một thói quen nào đó tốt, nó sẽ khiến chúng ta nghĩ ra được cái cách để giải quyết cái khó khăn của mình ở thời điểm hiện tại. Và thế là đã hết vlog ngày hôm nay rồi. Lộc hy vọng là tất cả các bạn sẽ có được một vài cái kinh nghiệm riêng cho mình. Đây là những cái chia sẻ từ phía Lộc. Đầu clip mọi người đã được xem hình rồi đó, nên là Lộc cũng tương đối khá tự hào về quá trình dạy thì của mình. Hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy video này hữu ích và nhớ share thật là nhiều nhá. Share cho Lộc nhá. Ok, bye bye. Nói thêm một cái nữa, nếu như các bạn không làm được những điều này thì chỉ có một lý do chính thôi, đó là làm biếng, mà không có lý do gì hết. Ok, bây giờ tạm biệt thiệt, bye bye.